Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma và tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã kể về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy kể về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn đó các bạn cũng có thể lấy về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 và một cách thứ ba là mọi người cũng có thể là trên về cái trang Facebook chuyện ma phủ mập của mình mình cũng có thường xuyên à, đăng những câu chuyện mà đặc sắc nhất lên trên đó mọi người vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện hơn mọi người ha và còn đối bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên á thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy đó, mình sẽ tự vui ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để, để mình đi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của mọi người ha. À, Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiếp mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên các bạn đã bình luận sớm nhất ở tập ngày hôm qua. Để từ 1845 ngày hôm qua, cái bạn bình luận sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Minh Thư. Còn cái bạn mà trưa nay bình luận sớm nhất đó chính là bạn tên là Đen Nguyễn. Cảm ơn Đen Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Minh Thư rất là nhiều luôn nha. À, thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì à, câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mà đại bạn tên là Bim, bạn đã gửi về cho mình ha. Thì bạn Bim bạn nói là quê của bạn là ở ngoài thành phố Bắc Ninh mọi người nhưng mà cách đây một khoảng thời gian á là bạn có cùng với chú của bạn là có đi vào trong miền nam đây để mà đi sinh sống mọi người khen à, thì khi mà vào trong đây như vậy thì do là cái người chú á là có được một cái hợp đồng lao động ở trong mỗi khu mỗi khu xí nghiệp á nó nằm ở ở xuân thạnh thống nhất ở tỉnh đồng nai mọi người và rất là gần với lại nhà thờ xuân linh luôn đó và gần một cái cây xăng kiểu như một cái cây xăng rất là nhỏ nữa rồi thì à, lý do mà bạn đi theo như vậy á thì do là cái người mẹ của bạn là có gửi bạn theo do là ở ngoài quê bắc ninh á là lúc đó bạn khá là quậy pháp đó rồi à, mẹ bạn sợ bạn à, lại bạn bè đàn đúng rồi hút chích này đâu nọ kia đó thành ra là mẹ có gửi bạn vô giống như là cho bạn đi đi tu một thời gian à bây giờ cái giới giang hồ hay gọi là đi đi tu một thời gian là như vậy rồi thì khi mà vào đây như vậy thì lúc đó là khi mà bạn vào tới trong đây luôn là bạn vẫn chưa có việc làm luôn đó ông chú ông ông nói ờ ừ, thôi giờ để ổn định đâu đó đi thuê nhà trọ xong hết rồi bắt đầu một hai ngày sau đi là ổng sẽ đi xin cho ví dụ như đi làm phục vụ đi làm bốc giác nói chung là cái tuổi lao động mà lao động phổ thông thực ra lúc đó là bạn mới có 16 tuổi đầu thôi nha mọi người nha rồi thì um, cái nhà trọ đó nó là như cái cây xăng nhỏ ở đây mình có đề cập tới là cái cây xăng đó thì kế bên cây xăng á là nó có một cái đường hẻm mà đường là đường đất này đường đất rồi được trải đá như vậy thì từ uh, đi vô trong từ cái cây xăng đó là đi chạy vô trong độ khoảng có gần một cây số nữa là trong đó người ta gọi là cái xóm trọ bởi vì nguyên một cái xóm đó toàn là nhà trọ không gần như là không có nhà dân mà nếu có nhà dân thì cái người dân đó người ta cũng mở nhà trọ hơn là gọi là chủ nhà trọ đó thì ở nhà nguyên căn còn lại là toàn bộ là ở nhà trọ không à rồi thì à, bạn mới ở trong một cái một cái dãy nhà trọ như vậy thì à, cái phòng của bạn là nó nằm ở cái phòng gần cuối thì à, lúc đó bạn bạn chưa bao giờ bạn đi ra ngoài đời để mà bạn thuê nhà trọ mà ở lần nào tất cả mọi thứ bạn như là một cái tờ giấy trắng vậy đó thành ra là bạn chỉ đi theo ông chú ông kêu sao thì bạn làm như vậy thôi thì à, có một cái lần thì bạn nói bạn chứng kiến là ông chú này là ông có trao đổi qua lại với là cái người chủ nhà trọ bởi vì ông chú ông có nói là ông muốn là ở cái phòng cuối cùng Tại vì ở dãy cuối như vậy là nó còn dư hai phòng. Đó là phòng số 16 và phòng số 17. Được chưa? Rồi qua cái phòng số 17 là hết là có một cái vách tường cao lên là coi như không còn cái gì nữa. Thì ông chú ông đó là bây giờ là cho tôi ở trong phòng số 17 đi tại vì phòng số 17 là chưa có người. Nhưng mà cái người chủ nhà trọ thì nó thôi à, ở trên này đi cái phòng nó chưa có dọn dẹp rồi cái phòng nó chật lắm rồi nó đủ thứ lý do hết trơn á đó thì ông nói qua đó là không được cái gì cũng thôi thì à, à, bạn pin này á và bạn mới hỏi là ủa chú chú vì tự nhiên à, chú nặng nặc đòi ở cái phòng cuối cùng để làm cái gì thì ông chú đó ông nói như vậy nè tại vì khi mà ở cái phòng cuối cùng á là tối mình ngủ nhiều khi là mình ngủ trễ đó mọi người là không có nghe cái tiếng đi tới đi lui một tưởng tượng tại vì phòng mà mình là phòng cuối cùng là không có ai đi qua đi lại với đó cả thì nó sẽ dạng như là nó yên tĩnh hơn kiểu như vậy đó rồi một phần ổng cũng nói là kinh nghiệm của ổng là khi mà ở nhà trọ đó ở cái phòng cuối cùng là khó bị gặp trộm cắp tại vì hằng ăn trộm mà lỡ như nó có lấy là nó lấy những cái phòng đầu tiên đó chứ đâu mà nó đâu có nó đâu có gan đâu ví dụ như đặt trường hợp mọi người là ăn trộm đi mọi người đâu có thể nào mọi người đi mười mấy cái dãy phòng trọ đến cái phòng số 17 bảy mọi người mới lấy cấp được đó thì đó là cái kinh nghiệm bình thường của ông chú tại vì ổng đi làm lụng ổng ở nhà trọ ông quen ông chỉ nói như vậy thôi và bạn nói hơn hơn là bạn không ở trong căn phòng đó là mọi người nghe câu chuyện xong đi rồi mọi người sẽ thấy là nếu bạn ở trong căn phòng đó thì câu chuyện nó còn khủng khiếp hơn cỡ nào nữa rồi uh, thì bà nói là cũng uh, cũng do bạn lúc đó thì ở được khoảng có hai tuần trong vòng 2 tuần thôi mà bạn đổi đến 3 công việc do là lúc đó bạn 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 nhìn lại bạn nhìn lại chính bản thân mình thì bạn nói là bạn là một cái thằng rất là làm biến đó rồi bưng bê cũng lúc đó là mới đầu là ông chú ông xin cho cái quán cà phê kế bên cái xưởng mà ông làm đó là cái quán cà phê cốc như vậy như này là xin vô bưng bê rồi ngày lúc đó bạn nói là một ngày trả vậy có năm chục ngàn à, là tháng có triệu rưỡi thôi <laughs> thì cái bạn cũng làm bạn làm được hai ba ngày cái bạn nghỉ bạn nói trời ơi ngày trả có 50 000 ngàn mà bắt bưng tới bưng lui nhiều quá rồi bạn còn cự lộn với khách nữa thì chủ người ta đuổi đó là trả bạn trăm rưỡi ba ngày làm việc trả bạn trăm rưỡi kêu bạn nghỉ Rồi bắt đầu là cái thứ hai là bạn nói là bạn đi vô bạn làm phụ người ta để mà bưng bê những cái sắt một cái cửa hàng người ta bán sắt á đó rồi bắt đầu tới đó rồi bưng bê rồi giác đồ phụ cái nó ui thôi nặng quá không làm đó là kiểu kiểu như vậy hình ra là bạn nói là à, cái thời gian sau là bạn ở nhà không à, à bạn ở nhà rồi, 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 rồi ngồi chơi 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 vậy còn ông chú thì ông cứ đi làm suốt nhiều khi là à, đêm hôm ông mới về thấy không thì lúc này là bạn có gặp một cái việc nó nó như sau đây mình nói à, cứ độ mà khoảng cỡ đâu 11, 12 giờ trưa thì đó, lúc đó là bạn cũng đã tập tành rồi hút thuốc lá đầu rồi thì đôi khi là mình muốn chạy ra ngoài đầu đường mình mua thuốc lá mùa hôm xong cái à, cứ mỗi lần á mà bạn đi về và nói là như vậy nè cái tại vì 11 12 giờ trưa như vậy thì cái nhà trọ nó khá là vắng đúng không thì cái dãy hành lang nhà trọ cái đường hành lang nó bề ngang nó độ khoảng chừng cỡ đâu 2 mét hơn thôi thì bạn đi từ đầu nhà trọ là từ, tức có nghĩa là từ phòng số 1 xuống tới phòng số 17 là vị trí đó là khoảng cỡ đâu năm sáu chục mét bạn đi một mình bạn trên cái con đường đó là nó không có bất kỳ một cái gì cả đó bên phải bên đây là những cái xào đồ người ta trước cửa nhà trọ người ta phơi đồ thôi kiểu như vậy thôi nhưng mà khi bạn đi đến cái phòng trọ của bạn bạn mở cửa đó bạn mở cửa thì bạn đó bạn vừa mở cửa một cái thì nó là có một cái người đi ra sau lưng bạn đó và khi bạn mở cái cửa ra thì cái cửa đó mới vô tình đụng vào trong cái người đó đó là lần đầu tiên luôn nha bạn mới quay bạn dòm thì bạn chỉ vừa kịp nhìn đó là một cái lưng áo của à, giống như là cái cổ là cái màu xanh đen mà cái áo thì áo màu trắng chúng ta rất là dễ tưởng tượng đó là áo học sinh À kiểu như vậy áo học sinh là cái một cái ngôi trường nào đó gần đó như vậy họ làm kiểu như là à, cái cổ mà cái họ cách điệu cái cổ màu mà xanh xanh đó là cái áo màu trắng như vậy thì bắt đầu là bạn cũng ngó ngó cái bạn thấy là đó là thật, thật sự là một cái cô nữ nữ sinh nha chắc bạn ước lượng chắc cỡ lớp uh, 10, lớp 11 gì đó không biết đó là đang đi về giống như là họ à, là cái người ở trong cái phòng trọ số 17 gì đó cái bạn cũng dòm dòm cái vậy thôi à Tại vì như vậy vậy nè, lúc đó là ông chú ông dặn bạn kỹ dữ lắm luôn mày đi vô trong đây đó là nói một chút xíu là cái chuyện mà gọi là phân biệt vùng miền nha. Đó, có nghĩa là nói là ờ à, là mình người Bắc ngoài Bắc mình vô đây á là có nhiều người trong Nam người ta không thích mình đâu. Thành ra mày thôi khi nào người ta chủ động bắt chuyện với mày thì mày nói chuyện chứ nhìn mày lúc đó à, mày nhìn lất ca lất cất lúc đó bạn còn để cái đầu kiểu như là cái đầu cắt môi gì gì đó đó. Nó mày nhìn mày lất ca lất cất rồi rồi nhiều khi là người ta à, ăn hiếp mày đó mày ơi đó nên thành ra mà đừng có giao dù với ai nghe không đó thì bạn mới nghe lời ông chú bạn như vậy nên là bạn thấy cái người đó lỡ đụng như bạn còn xin lỗi đó cho, cho, cho em xin lỗi cái người đó không cũng không không có nói cái gì trước là bạn lại đi vô mà lúc đó là 11, 12 giờ trưa nha đó rồi thì cái việc mà bạn tại vì á, lúc đó bạn ở nhà không à bạn lo bạn ra bạn mua cái hộp gà về chiên trứng ăn mua cá mồi ăn toàn ăn bắt cái đồ gì không á ăn đồ đóng hộp không mà chứ tại vì bạn đâu có biết nấu ăn thì ra vô biết bao nhiêu lần luôn mà cứ khoảng ví dụ như nó 10 lần đi là cũng hết là khoảng cỡ hai ba lần là tỷ lệ đó là 20-30% phần trăm bạn đi về đến nhà lúc 3 giờ, lúc 4 giờ, lúc 1 giờ sáng, cái kiểu 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 Là cứ đi về một cái là mở cửa là cái người đó họ lại đi ngang giống như là họ cố tình để cho cái cửa đó đụng cho cái người của họ đụng mà nghe một cái bụp luôn á. Mở cửa ra cái, cái người đi ngang nghe một cái bụp như vậy là họ còn lạng qua một bên như vậy nè. Cái bạn là bạn ơi xin, em xin lỗi em 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 không em không cố em không cố Cái người đó họ lại tiếp tục đi. Đó là bạn đó là gần như là bạn đụng người đó khoảng có đâu 5 6 lần gì không phải cũng cả tầm đó đó. Đó, xong cái bắt đầu là bạn đi vô. Thì rồi, à, cái lần hôm đó thì trong một cái lần là ngồi uống cà phê, tại vì cuối tuần chủ nhật nghỉ làm đó, ông chú ông dẫn bạn đi cà phê, cà pháo, đi chơi với này nọ này với lại đồng nghiệp của chú á. Thì bạn cũng nói, nói, ủa chú, chú, hình như là cái phòng số 17 của mình hình như là có người mướn. Nói sao vậy? Đấy, thì uh, hôm bữa uh, mấy bữa nay rồi con cứ đi mua đồ con đi về là con cứ mở cửa ra là con đụng chúng một cái một cái bạn con, nhỏ đó đó chắc là nó cỡ bằng bằng tuổi con thôi hoặc là lớn con một hai tuổi thôi con đụng nó mấy lần mà cái hướng nó đi về cái phía phòng trọ số 17 ông chú nào mới bực quá ông kêu trời nó cơi vậy mà cái bài chủ gì trời bây nói không à, dân miền bắc của mình đi vô đây thiệt thòi lắm có mấy người, người ta kỳ thị chúng tộc này nọ uh, kỳ thị vùng miền uh, kỳ thị vùng miền cái uh, người ta kiểu tị tị nạnh hay như mình như vậy đó cái rồi cái bắt đầu là thôi cũng cũng thôi đi ông chú đó ông cũng về ông cũng cự với lại cái người chủ nhà trọ thì ông cũng mới nói chiều hôm đó cái ông nói ủa bên bên Sao mày nói với tao là bên phòng số 17 có người làm tao qua tao chửi lộn với bà chủ nhà trọ quá trời. Bà bực quá đi bà nói là bà trời ơi trong nhà trọ bà là đủ thứ tầng lớp, đủ thứ dân tộc, đủ thứ vùng miền. Bà không hề kỳ thị. Đó rồi bà dẫn tới nơi cho coi là cái ổ khóa cửa phòng số 17 nó đó còn đóng bụi luôn á. Chưa có ai ở hết trơn á. À, mà bà đó ông chú ông còn nói gì bà đó bà còn nói với tao một câu mà tao khó hiểu à bà nói là hả thôi ở phòng số 16 đi cái phòng số 17 này nó yên tâm đi nếu mà anh sợ cái vấn đề là anh ở phòng này anh sợ người ta đi qua đi lại thôi cứ anh cứ yên tâm cái phòng số 17 bảy sau này tôi để coi được được tôi sửa lại tôi cho làm kho tới bây giờ chứ tôi không có cho ai mướn đâu trời đất ơi ai đâu mà dám vô đó ở bà nói cái câu là ai đâu dám vô đó ở mà bởi vì lúc này mọi người tưởng tượng là ông chú với lại cái ông pin này là chưa có biết chuyện gì xảy ra nó thành ra là thấy cái câu nói đó ông bà hơi khó hiểu ở nhà trọ mà 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 là ai là, 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 dám vô đó ở là sao đó rồi thì bắt đầu bạn nói là cũng uh, có những cái đêm sau đó bạn nói là ở một một tháng có nghĩa là những cái trường hợp ma này là cái trường hợp cái kiểu mà nó hù từ từ à nó hù lơi rơi rơi rơi, rơi, rơi từ, từ từ chứ không phải là hù một cái một mà nói thì uh, bắt đầu là có một tháng sau thì bạn có việc bạn làm đó bạn có việc bạn làm thì tuy nhiên đó là lúc đó là bắt buộc bạn bạn phải làm cái ca đêm đó là giống như kiểu bạn đi làm bảo vệ vậy đó nhưng mà bạn không được mặc đồ bảo vệ nha tại vì lúc đó bạn mới có 16 tuổi chưa có đủ tuổi đâu mặc đồ bình thường rồi đi qua đi lại như canh gác cho người ta thôi đó là tới 2 giờ sáng là bạn mới được về thì kiểu như giống như là những người nước ngoài ta kêu gọi là bị 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 chét lát gì đúng không thì sau khi bạn làm ca đêm riết rồi đó <laughs> cái bạn đi về là bạn uống được hai giờ là rớt cao một cái là bạn đi về đến nhà là độ khoảng tại vì lúc đi bộ không có xe là bạn cứ uh, đi về đến nhà cái độ khoảng gì, cái đâu hai giờ rưỡi là bạn thức cũng phải là tôi tới phải có bốn năm giờ bạn mới ngủ thì có những đêm khi mà bạn thức như vậy ông chú thì ông ngủ trong phòng mà tự nhiên từ 2 giờ đến 3 giờ mấy 4 giờ là bạn tưởng tượng giống như là trái đất này có mình mình vậy đó nó im ru thinh thích thinh thích như vậy vậy nè và lúc đó là bạn còn vẫn còn xài một cái điện thoại mà bấm nút nữa À, lúc đó iphone samsung đồ có đầy hết trơn rồi tại vì không có tiền mua đó là như vậy không đó là mà bạn cứ nằm bạn cứ bấm bấm cái này bấm bấm cái kia đồ chơi thôi thì lâu lâu bạn vẫn nghe mà đó bạn vẫn nghe cái tiếng mà nó không phải là giống khóc nha mà cái kiểu mà họ thúc thích họ cứ à, đó là nghe cái tiếng bên phòng kế bên mà mà cứ hễ là bạn chú ý vô cái âm thanh đó là bạn lại thấy nó biến mất đó là, là là, là là mình nói là có những cái con ma con quỷ đó, nó làm cái trò như vậy là nó cứ vờn vờn vẽ vẽ nó cứ uh, nó cứ làm cho chúng ta phân tâm như vậy đó nhưng mà khi chúng ta tập trung vô nó rồi đó thì nó biến mất cứ nghe mình đang nằm bấm bấm điện thoại chơi chơi cái gì tiếng cái đó không phải là khóc nha mà cái kiểu mà giống như là sau khi khóc á gọi là mình hay gọi là cái dùng cái từ là chính xác gọi là tức tuổi à điều tức tử mà là cứ đó là như vậy mà cứ mà nói bạn lắng cái lỗ tai bạn 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 tập trung trí não bạn vô cái 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 màn nhĩ của bạn bạn lắng bạn nghe cái nó im ru như vậy mà không phải là một lần đêm nào cũng vậy hết trơn á cái bạn mới lấy câu chuyện đó bạn nói với ông chú đó ủa chú ơi hình như bên phòng cái bên có người hay sao tối con nghe cái tiếng giống như họ khóc hay gì đó thì ông chú kêu thôi mày đó giờ mày làm biến không mà, hả? À, mày ngủ ngày ngủ 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 ngủ, 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 ngủ trưa thôi bây giờ mày quen không mày đi làm đêm hôm mày không quen á thôi uh, cố gắng ngủ sớm sớm đi con thì ông chỉ nói như vậy thôi hà rồi mọi nên nhớ là cái việc cái lúc này đó là bạn vẫn còn thấy cái người đó lâu lâu bạn mở cửa ra vẫn đụng vào cái vai của cái người đó nó cứ như vậy thôi được chưa và có một cái lần hôm đó mà bạn nói là bạn phải xém chút xíu nữa là bạn cãi lộn với ông chú đó luôn là tại sao là cái lần hôm đó bạn cũng đi làm về bạn vừa mở cửa ra bạn cũng đụng với cái người đó một cái rồi thì lần này bạn đứng bạn coi thử coi cái người đó họ đi đâu mà thiệt tình bạn thấy đó là cái cô gái đeo trên người một cái cặp táp nữa và trên cái 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 cặp của cái người đó tại vì có những cái trường á là người ta sẽ bán đồng phục và người ta sẽ bán luôn cặp táp luôn à là có có nhà trường người ta nhiều khi người ta cũng mồi chài ta kiếm thêm á là bắt buộc học sinh học trong trường đó phải đeo cặp táp đồng phục thì trên cái cặp táp đó là có ghi trường học đồ này nọ đồ rõ ràng luôn bạn còn nhớ mà tại vì thôi bạn cũng xin không có nói tới mất công cũng đụng chạm đây là một cái trường nhà nước cũng khá là lớn nằm ở trên linh ở, ở trên xuân linh ở, ở đồng nai á thấy rõ ràng mở cửa ra vừa đụng cái người đó họ lại họ còn mở cái cửa phòng chính mắt bạn thấy cái cô gái đó cổ mà xả tóc dài mà không thấy được mặt nha như như buổi tối tóc dài ba 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 che mặt như vậy mở cửa phòng đi vô phòng Đằng ngoài đóng cửa lại một cái cạch luôn Bất từ, đó trời nó cái rõ ràng thấy có người vô phòng vậy mà tại sao mà ông chú không nói, ông nó không có đến sáng hôm sau nói chú tối qua con thấy rõ ràng là con nhỏ học sinh như cái con nhỏ mà con đụng nó mấy lần đó nó đi vô trong phòng nó mở cửa phòng số 17 nè coi chừng là bà chủ nhà trọ bà ghét chú bà gạt chú á ông chú đâu mới cãi là ông kêu mày nó học sinh thôi mày đi làm giờ mấy giờ nó dạ hai giờ, giờ con rớt ca con đi bộ tành tà đi tới nhà cũng hai rưỡi học sinh nào hai giờ rưỡi đi học về mà nói tao nghe coi bạn cứng họng bạn kêu đó ờ à, ha sao tối qua con không có nghĩ tới nhưng mà không thiệt con thấy là có đứa học sinh nó mở cửa đi vô thầm ơi mày mệt quá suốt ngày mới mày mới vô đây mày làm chưa quen nước quen cái rồi nói chuyện tàu lao mới lao không có đâu đừng quan tâm tới nữa đừng quan tâm tới nữa rồi lại thêm một lần nữa lần này cái cảnh nó lại hoàn toàn khác nữa hoàn toàn hoàn toàn thay đổi cái hôm bữa đó bạn nhớ đâu khoảng chừng cỡ đâu uh, 6 giờ mấy chiều đó là ông chú bữa đó chắc ông đi làm về nhưng mà ông đi la cà đâu đó thì đó bạn đói bụng quá thì bạn cũng đi ra mua mì tôm đồ mà đời công nhân mọi người ơi làm quen với mì tôm hột gà xúc xích cũng đi ra đó cũng mua đồ về thì à, lần này đó thì bạn nói là à, cái lúc mà bạn đứng bạn mở cửa thôi chưa kịp mở cửa ra để đụng vô cái cô gái đó nữa thì bạn đang đứng mở cửa như vậy thì bạn nghe rõ ràng là cái cửa tại vì cái cửa phòng số 16 của bạn á, là nó cách cái cửa phòng số 17 là đâu đó khoảng cỡ 5 5 m 5 6 m gì đó lận. Là... Thì bạn đang mở cái cửa của bạn ra chưa kịp mở đâu mới vừa cha chìa khóa vô mở cạch 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 thôi thì bạn nghe cái tiếng bên kia nó mở cái cửa ra. Cái âm thanh mà mở cửa ra nghe cái 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 gì vậy nè. Cái uh, bạn quay bạn dòm. Trong cái phòng đó đó thì uh, nó tối thui thôi. Nhưng mà bạn thấy cái cô gái đó mặc đồ học sinh một cái cô nữ sinh không phải mặc áo dài đâu nha mặc đồ mà mà xanh đen như bình thường Mà đó là, là cứ là không bao giờ bạn gặp cái cô này mà mặc đồ bình thường toàn là mặc đồ học sinh như vậy cổ đứng uh, nửa trong và nửa kiểu như nửa che nửa hở đó nửa trong nửa ngoài và lòi một cái gương mặt lúc này mới thấy được cái gương mặt xinh nha khá là xinh xắn luôn á trời ơi mà nói mới đầu mình gặp gặp mặt học sinh thì mình cũng không nghĩ gì nhiều đúng không đó nhưng mà tự nhiên mình nhìn cái mặt cái tự nhiên hơi hơi sao xuyến nha hơi cảm nắng nha mặt đẹp lắm nha đó là đứng bên trong cửa giống như là hé ra dòm giống như cô đó cũng nghe cái tiếng cọc cạch cọc cạch kế bên đó rồi cổ mở ra cổ dòm coi ai đó kiểu như vậy đó mở cửa ra rồi cũng dòm 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 như nè dòm tới dòm lui cái à, bốn mắt nhìn nhau xong cái cổ cười nhẹ cái xong cái cổ đóng cái cửa lại cái cạch cái diễn biến đó, đó là nó chỉ diễn ra độ khoảng cỡ đâu 3 giây thôi nó cũng nhanh lắm đã nhưng mà chỉ như vậy thôi mà bắt đầu, đầu nó trời ơi, đi vô trong đây cái nấu mì gói mà cái cười tẩm tiểm tẩm tiểm hoài đó nó cái bắt đầu bạn bạn mới nghĩ là bạn mới kiểu như là khi mà chúng ta mà bị say nắng rồi đó bạn bạn nói chung là bạn 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 mê cô gái đó là nôm nay mà bạn thích cô cô gái đó thì bạn lại tự suy diễn bạn luôn bạn nói bạn kể mà sau này bạn nói bạn nghĩ là bạn bạn nhục luôn á bạn tự suy diễn đó à rất có thể cái phòng đó, cái bà chủ của nhà trọ bà giấu á. Tại vì giống như kiểu mà bạn còn tưởng tượng là cái cô đó cổ là con gái của bà chủ nhà trọ á. Đó thì ai mà có con gái đến cái tuổi vậy thì cái tuổi mà 14, 15, 16, lớp 9, lớp 10, lớp 11 thì người ta thường giấu lắm người ta không không có cho ai biết biết làm sao sợ bị ve vãn rồi sợ chữa quan rồi là như vậy đó nên thành ra là chắc có thể là bà chủ nhà trọ bà eh, giấu bà cho con cái bà ở trong đó đó bà ở phòng cuối cùng thì đương nhiên là an toàn đó rồi giấu không cho mình biết không cho ông chú mình biết bà, bạn còn suy nghĩ ra như vậy nhưng mà mình nói rồi nha đây là một cái sự suy diễn của bạn bạn pin thôi chứ học đó ho ho hoàn toàn không phải là sự thật và đó hoàn toàn không nằm trong câu chuyện đó là chỉ là cái lối suy nghĩ của bạn pin rồi thì sau đó cái lần hôm đó thì bắt đầu là bạn mới ông chú thì khoảng mấy ngày sau thì ông chú ông đi về rồi ông mới để xe đó thì bạn nói là bạn biết chạy xe nha năm đó bạn 16 tuổi nhưng mà xin lỗi trước là bạn chưa có bằng lái nhưng mà kiểu như là mình đi bộ hoài thì bây giờ mình xách xe ra mình chạy đi vòng vòng rồi đỏ đồ chơi chứ gì. thì bạn nói bạn đi vòng vòng nó khoảng đi mình đó nè đi vòng vòng chạy chạy đi vòng vòng chơi chơi nhìn thành phố nhìn này nhìn nọ xong cái độ chín giờ mấy bạn về thì khi mà về như vậy bạn thấy là cái xe đó hết xăng ê dạ phải vô phải đổ xăng cho ông chú chứ để sáng mai ông đi làm hết xăng ông chửi bạn mới ghé vô cái cây xăng nhỏ mà ở đầu chuyện mình đề cập tới bạn mới ghé đó bạn mới đổ xăng thì uh, do là vài lần trước thì bạn cũng đã có đổ rồi đó anh cũng có nói chuyện qua lại với cái anh đổ xăng nó cũng hơi, gọi là hơi thân thiết chút xíu thì bạn đang đổ xăng như vậy bạn thấy rõ ràng như khi mà bạn đang đổ xăng bạn đứng thì chúng ta đổ xăng mà đang trong lúc đợi đổ xăng cái mình cứ nhìn tới nhìn lui như vậy nè. Thì bạn mới nhìn là ngay chỗ cái vách tường mà ngay chỗ cái hẻm đó là sau lưng cái vách tường đó là cái hẻm mà để đi vô trong cái phòng trọ nhà bạn á. Thì bạn thấy cô gái nó cũng đứng ngay vách tường đó. À, giống như là cô đứng dựa vô trong cái vách tường, cô đứng dưới đất vậy, cô đứng dựa vô trong cái vách tường, vẫn mặc đồ đồng phục như vậy, vén tóc hơi cao 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 lên vén, lòi nguyên cái mặt đó luôn và rõ ràng là nhìn bạn cười, đó nhìn bạn là cười cười mà đứng xa lắm à, phải tại vì cây xăng á nó rộng, cây xăng nó đồng nai mà cây nào cái đó nó rộng lắm, thì từ chỗ của bạn đến chỗ của cô đó phải là cỡ ba chục mét có, có cây xăng nó bự lắm đó thì bắt đầu cổ vén cổ cười 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 như vậy nè cái bắt đầu ông biên ông cũng đứng ông cười lại ông cũng đứng ông cười cười, cười ông gật 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 cái đầu ông cười như vậy nó giống như là hàng xóm chào nhau phải không à, như kiểu như vậy à, rồi uh, bắt đầu là cái ông đổ xăng ông, ông ông ông, ông cà khịa mà ông đó là ông người miền nam ông kêu mày mày làm gì mày đổ xăng mày đứng mày cười cười như một khùng như mày chứ phải là anh trời ơi tự nhiên chọc em thì có con bé kia nó cũng dòm dòm em cũng dòm lại cái em đổ xăng Ông dòm đâu thấy đâu không dòm dòm nó con bé nào đâu Thế, trời ơi em thì, thì em cũng chưa có biết nhưng mà em đang tính cô gái này ổ anh à, mấy nhỏ con gái mà ở trong miền nam rồi đó dễ cua không anh có có ghét trai miền bắc như tụi em không trời đất ơi thì đi cô gái dùng miền gì miễn mày nói chuyện viên dáng này nọ đó, đó kia là là được cái gì đâu mà dùng miền gì đâu chứ đâu ủa vậy hả anh tại vì anh biết sao đứng kể đứng khoe tại vì bây giờ mình kể với ông chú ông chú ông chửi mà không còn ai nói tâm sự cả thì giống như là gặp ông cây xăng mặc dù ông là người xa lạ mới nói chuyện có hai ba lần nhưng mà thôi mình kể cho ông nghe luôn cứ ở à, anh tại vì mấy bữa nay là cái phòng em ở nhà trọ của bà tám ú đó mình nói mà nói đại ờ à, là mà à, em ở nhà trọ bà tám ú đó, đó thì cái bên phòng của em em ở phòng số 16 sáu là con bé ở phòng số 17 bảy á ừ có con nhỏ ở trong đó mà em nghi nhỏ đó chắc con bà chủ nhà trọ học sinh anh ơi dễ thương lắm ở trong nhà trọ có mình à em với nó cũng lỡ đụng chạm nhau mấy lần rồi đó mà mấy bữa nay nó cũng dầm dầm nó cười để em coi em cua nó coi làm sao xong cái ông đổ, lúc đó đổ xăng thật, thật ra bạn đổ có hai chục ngàn là đổ xong từ đời nào rồi cái ông ổng vừa đứng ông dặn nắp xăng lại ông cái bắt đầu là bạn đóng cớp xuống cái ông mới đứng nhà trọ của bà tám ú à, là cái bà đó trước giờ trọ bà có bán tập quá đúng không bà hơi mập mập lùng lùng đúng không nó dạ dạ nói ờ à, à, mày ở số phòng số 16, phòng số 17 sao tao thấy nó quen quen sao đó nghe không thấy nó quen quen sao đó? cái bắt đầu mới nói ủa quen là quen sao anh là vụ gì bả có con gái không mà con cái nói không tao nhớ là bả là bả có có con gái nhưng mà con gái bả lấy chồng đổi con gái đó bả à, bằng tuổi tao rồi như là có đứa con rồi với ổng như bả có thêm hai thằng con trai mấy ổng làm gì đâu trên sài gòn chứ bả đâu có con nhỏ nào lớp 11, 12 đâu ta xong cái bắt đầu là bạn cố chấp mà bạn nói

là đúng là cái phòng trọ đó cái phòng số 17 đó đó là không hề có một cái cô một nữ sinh ở trong đó cả được cho nhưng mà ở trong đó đó là có một cái một cái đám giống như là cũng là công nhân rồi là làm tứ xứ như vậy là cái phòng như vậy là là bạn bè nó vô nó ở đâu bốn năm đứa thì nghe nói là cái bữa hôm đó không biết sao có con thằng lớn rồi lúc đó lớn rồi là cũng hai mấy tuổi rồi nhưng mà rất là đẹp trai nói chuyện có duyên dữ lắm luôn làm công nhân nhưng mà buổi tối mà lên đồ là nhìn là trời ơi y như là giám đốc gì đó xịn lắm thì mới sao đó kiểu như là mới phong bạc làm sao đó là mới cua được một cô bé học sinh lớp 12 là học cái trường đó luôn trời ơi nói tên trường đó là ngay bóc cái tên trường in lên, lên trên cái cặp táp luôn đó rồi xong cái uh, nghe nói đâu cũng dẫn về uh, đi đi chơi vòng vòng sao sao đó cái dẫn về nhà trọ đêm hôm mày nọ đâu nghe nói dẫn đi nhậu cho mày suốt cho chuốt cho xỉn vô rồi cái dẫn về nhà trọ rồi hấp diêm đó mọi người mình xin nói lái chút xíu nha à, hấp diêm tập thể sau đó rồi nhỏ đó nó, nó chết đó là công an vô bắt tôi nói trời ơi cái lúc đó cái cảnh tượng cũng dữ dằn lắm á là cái xe mà biết là những cái xe bán tải của 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 công an không đó người ta bắt đầu là người ta mới bỏ bốn năm ông đó là chùm luôn nha chùm cái bao màu đen luôn y như trong phim vậy đó đó chùm cái bao màu đen còng tay lại tại vì đây là một cái tội phạm nguy hiểm mà à, hấp hấp diêm tập thể là tội phạm nguy hiểm mọi người ơi là chùm bao đen là không cho thấy đường luôn là còng ta sau lưng là mới trở lên trên đồn công an rồi sau đó thì phạt như thế nào xử tù như thế nào thì không biết thì chỉ biết như vậy thôi rồi nghe nói là 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 cha mẹ qua rồi cũng làm rùm beng bên bên trên nhà trọ gì đó đòi giật sập nhà trọ tại vì thấy mùi tưởng tượng đi bà chủ nhà trọ bà thấy nguyên đám vẫn có đứa học sinh vô trong phòng nguyên đám trai đi chung với đứa con gái vô phòng mà cái đứa con gái lại trong cái tình trạng gọi là say xỉn nữa đó thì công an cũng xuống lấy lời khai thì cái bà tám bố đó bà nói là tôi hỏi nó nó nói là em gái của đó chứ tôi đâu có biết hỏi cái thằng đó nó nói em gái của nó thì tôi tưởng đâu em gái thiệt không hè nói là em gái từ dưới quê mới lên đó mà thấy vô lý không em gái từ dưới quê mới lên mà mặc đồ học sinh là sao đó thì nói chung là bà tám mố bác chỉ khai như vậy thôi thì công an cũng không có làm gì bà đó rồi sau đó cái bắt đầu là cái phòng trọ đó là cũng bỏ trống thì trong trước khi mà bạn pin này bạn vô bạn ở đó thì không biết là có khách nào ở trong phòng số 17 chắc chắn là phải có phải có khách ở trong phòng số 17 rồi gặp ma gặp cỏ gì đó thành ra bảo mới bỏ trống người hiểu không? Được rồi. Thì bắt đầu là khi mà nghe hết cái câu chuyện trời ơi, đổ có hai chục ngàn xăng thôi mà đứng kể chuyện 15 phút đồng hồ. Rồi tới khi mà tới ổng còn tính kể thêm hay sao đó mà khách vô đổ ổng mới ngưng đó. Thì bắt đầu bạn mới chạy về nhà. Trong quá trình mà bạn chạy về nhà tự nhiên trong đầu của bạn nó tưởng tượng là cái câu chuyện đó mà, mà nó không hiểu sao tự nhiên không biết là có phải là là cái cô gái đó cổ 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 nhập vô hay là cổ không sao mà, mà nó tự nhiên bạn tưởng tượng cái cảnh tượng là chuốt cho say xỉn rồi, rồi hấp viêm tập thể rồi là chết trong đó rồi như vậy, vậy không lẽ cô gái mình gặp mấy bữa nay là ma bạn cũng mang về bạn đem y xì nguyên cái câu chuyện đó bạn kể cho ông chú ông nghe ông mới bực quá Ông nói thôi mốt mày làm ơn mày đi làm gì xong mày ngủ giùm tao một cái hơi thì mày nói phòng trọ có người, hơi thì mày nói phòng trọ có ma, hơi thì mày nói con gái bà chủ, hơi thì mày nói là bị tùm lum tùm la thôi mày vô đây, nói chung sớm trọ là vậy đó mày ơi phức tạp lắm kể đồn bậy đồn bạ dữ lắm, mày đừng có nghe người ta giùm cái, mày từ ở ngoài bắt đích mày đi vô đây mày tu rồi thì mày tu tập đi mày đừng có quan tâm đến chuyện thiên hạ đó là chửi giảng đạo cho một hơi vậy đó 11 giờ cái hai chú cháu nằm ngủ. Đêm hôm đó bạn thấy cô gái này liền. Thì bạn nói là tối đó bạn đang ngủ thì phòng trường hợp mọi người bắt lỗi là hôm đó là bạn không có làm nha, buổi tối chủ nhật nha. À, là bạn không có mà không không có làm. Thì cái uh, bạn cũng về bạn cũng uh, ông chú ông giảng đạo xong chửi xong cái ngủ 11 giờ mới ngủ. Ngủ đến độ khoảng cỡ nửa đêm cái bạn nghe cái giống như chúng ta nắm cái bàn tay lại chúng ta đập xuống dưới cái nền gạch đó. nghe cái tiếng như này à cái tiếng hình 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 như đó và kèm theo cái kiểu mà gọi là như là tức tuổi nữa <laughs> <laughs> đó, trời ơi, mở mắt ra là thấy liền luôn, không có cần phải dài dòng, thấy một cái cạch liền Ngồi ngay cửa phòng của bạn luôn, tại vì cái phòng nhà trọ bạn nó nhỏ à, là hai chú cháu nằm lên trên cái nệm ngủ Ông chú ông nằm phía trong, ông gần nằm, nằm gần toilet, bạn nằm phía ngoài Thì bạn cách cái cô gái đó chắc trời ơi, không tới một mét nữa, nó kế bên luôn đó rồi bắt đầu là cô gái đó cũng ngồi xuống nha Thì cái này đó, nó hơi 18 cộng chút xíu Thì cái tình trạng của một cái cô nữ sinh mà bị hấp viêm tập thể đó Đó là cái tàn dư còn sót lại sau khi mà tuổi nó làm xong rồi đó Thì mùi tưởng tượng trong đầu không Ngồi bệt xuống dưới đất mà hai chân banh ra như vậy vậy nè Đó là mùi nhìn màn hình mình diễn tả vậy không Đó chịu khó tưởng tượng mình là cô nữ sinh dùm nha Đó là bao nằm banh háng ra như vậy không Cái tay thì cứ đập xuống dưới đất <laughs> tóc tai thì bù xù ngồi ngã ngửa ngồi giống như là sảy giống như là rất là là sảy lơ như vậy nó mệt mỏi mà buông bỏ mà bị bị ấy mà nó bị bị xâm phạm mà không bắt đầu cứ đập cái tay đập xuống đó là cứ như vậy đó áo thì vạch ra bạn nói là trời ơi nó chi tiết đến nỗi mặc dù là nó hơi thừa thải nhưng mà nói luôn để người nghe cái chi tiết là còn mặc cái cái áo ngực ở bên trong nó còn là màu đen đó đó học mặc đồ nữ sinh nhưng mà áo ngực bên trong là 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 cái mặt cái màu đen huyền bí như vậy đó là nó cúp áo hình như là mình đó đã bị đứt ra ba bốn nút gì rồi còn là có một nút ở dưới ở dưới rúng này đó là cứ nằm cứ <laughs> <laughs> đó là cứu như vậy trời ơi bạn nói bạn hoảng loạn bạn quay bạn kêu chú 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 không chú bực mình ông ngồi vậy cái ông quay qua cái gì máy đang ngủ đưa đêm quay qua chỉ đương nhiên là là hoàn toàn biến mất rồi chứ không có cái gì nữa hết trơn À rồi ông chú ông chửi cho một tăng một cái nữa mà nói thôi chú ơi chú đổi chỗ giùm con đổi chỗ con không mai con về Bắc Ninh luôn con sợ con sợ đó rồi ông chú mới đổi chỗ rồi bắt đầu lại nhắm mắt ngủ thêm lần nữa đó thì mới nói là khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau thì bạn mới ngủ được nha tại vì nó ghê quá đi mới nói trời ơi, không lẽ mình gặp ma rồi như vậy không lẽ những lời kể của ông cây xăng là chính xác rồi không đó nhưng mà chút xíu nữa thì cũng cỡ nửa tiếng sau thì cũng ngủ được tại vì cái cơ thể nó bắt ngủ bạn nói vừa giống mắt ngủ thì nó chắc là người mình nghe đúng thật sự đó là một cái một cái giấc chim bao một cái chim bao mà nó nó nó, nó kỳ lạ như vậy nè cái giấc chim bao nó linh tinh lắm nó 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 ngộ một cái là bạn thấy là bạn lại quay trở về cái tuổi học sinh đó thì bạn học lớp tới lớp 8 là bạn nghĩ rồi đó là trời ơi, đang ngồi trong lớp và quay qua nhìn thấy thằng thằng phát thằng này thằng kia mấy thằng bạn của mình nó ngồi vòng vòng y như là mình trở về cái thời học sinh của mình vậy đó nhưng mà bắt đầu là bạn bạn nói là bạn nói ủa sao thấy con nhỏ nó ngồi phía trước bàn của mình à thấy nhỏ ngồi phía trước bàn của mình mà thấy thấy con nhỏ này lạ quá ta từ, từ, sao mà nhìn không có quen sao không có giống như mấy đứa mà trong lớp của mình mà nó còn hơi cao cao nữa cái bạn cũng ngó 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 vậy xong cái bạn thấy từ cái vai của cô đó cô nhúng nhúng như này giống như đang khóc vậy đó cái bắt đầu là bạn mới ngồi sao cái bạn mới hỏi bạn mới quay hỏi ơi ê ê ê phát phát ê ê trung trung nhỏ, nhỏ nào đang ngồi trước mày học sinh mới học sinh mới hả trong giấc mơ đó cái bắt đầu phát vô trung đó mà nhìn mày làm mày, mày, nói ai mày tao thấy ai đâu có thấy ai đâu cái bạn nó trống mà cái bạn nó trống mà đó thì thì tao bắt đầu là bạn nó kiểu trời ơi nó ngồi ngay trước mặt tao gì nè nó mới bị gì nhỏ con gái nè nó đang khóc cái gì mày học sinh mới hả nói không tụi tao không thấy ai hết mà trong giấc mơ bạn thấy gì với cái bạn mới tức của bạn mới đứng lên bạn đứng là bạn mới đi vòng đó bạn ý là bạn bạn đi tới trước mặt nhỏ đó bạn chỉ nè nè nó ngồi nè thì mới là bạn vừa mới rời khỏi cái bàn của bạn bạn đi lên bạn dòm xuống cái là nó giống như ngoài đời vậy đó là giống như cảnh hồi nãy đó cái, cô gái đó cũng ngồi trên cái ghế bàn học sinh đàng hoàng nha áo thì phạch ra cái áo ngực bên trong thì màu đen cái váy thì tuột thiếu điều muốn tới đầu gối luôn á đó là cứ ngồi dựa kiểu như là ngồi dựa vô trong cái bàn sau đó cứ như là, cái tay thì đập lên trên bàn đập lên như vậy đó là đúng đúng ngay cái gương mặt nó luôn nha mọi người nha đó là mắt mũi tềm lem hết trơn đó, đó là son môi màu đỏ mà nó cũng lem luốc thì giống như là bị ai đó cắn xé như vậy đó. rồi lại giật mình tỉnh giấc cái nữa đó à, thì khi mà giật mình tỉnh giấc rồi lúc đó là cỡ 5 giờ sáng rồi là thức cho tới sáng luôn tới sáng vậy cái bạn một hai là bạn nói thôi chú ơi còn kể chú nghe kể hết cho nghe ông chú ông một lần nó ông cũng không tin đó nó thôi vậy thôi chú ơi vậy thôi con đi về con không ở đây nữa chú, chú cho con tiền đi đó rồi hai con ứng lương rồi nọ rồi con đi về bắc ninh con mua vé con đi về con không ở đâu ghê lắm con gặp ma con gặp ma rồi rồi thì ông chú bắt đầu là khi mà ông nghe bạn dứt quyết bạn đòi về như vậy mặt mặt miếu máu như vậy đó Cái ổng mới ba mà một lời ổng mới nắm tay bạn ổng dẫn thẳng ra ngoài chỗ bà nhà trọ Bà chủ nhà trọ bà tám mú mà mới sáng sớm 7 tám giờ Cái ra đó đó, cô ơi cô cô nói cho cháu tôi nghe xong rồi là, cháu tôi nó gặp vậy mới kể lại hết như vậy Thì khi mà kể xong như vậy xong cái bà tám bú bắt nó bạn nhớ hoài Bà đang ngồi bà nghe xong cái bà đầu bà chấp cái tay lên kia thôi tao lại hai đứa mày thôi hai đờ 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 coi như tháng này tao khỏi tính tiền nhà trọ được chưa tao khỏi tính tiền nhà trọ tao trả cọc lại cho tụi bay hết thôi, tụi bay tụi bay đi đi mẹ đi giùm tao đi tự nhiên cái thứ tụi bay đâu ra Ất ơ này nọ đồ về đây xong rồi gặp tầm bậy tầm bạ rồi nói ra vậy là cái chuyện đó nó qua rồi tao không có muốn nhắc lại nữa công an xuống lấy lời khai tao trời đất ơi một năm mấy nay rồi đó mà người nó lâu lâu còn ghé lại hỏi lấy lời khai tùm lum tùm la tao nó muốn cho qua chuyện rồi người chết thì cũng đã chết rồi tao có biết đâu mà cứ nhắc tới hoài thôi đi 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 đi, đi, đi. đó là bà đổi một hơi một luôn thì những cái câu chửi của bà những cái lời mà đổi của bà là bà gần như là bà ngấm ngầm bà thừa nhận là sự việc đó là xảy ra là có thật mọi người đó thì ông chú lúc đó là ông câm lặng luôn nó đi lên lỗi thổi về phòng soạn đồ ông bên ông kia đó chú thấy chưa về yeah, đúng rồi đúng rồi chú ơi thấy chú thấy chưa chú thấy chưa rồi mà chưa đâu mọi người cái lúc đó đó mọi người phải hiểu cái tâm lý của ông chú tại vì thật sự là ổng là kiểu như là buổi đời xương gió mọi người thấy không ổng ổng cũng không tin cho lắm đâu nghe ổng nói sao kỳ vậy ta sao ngay từ đầu bà không nói với mình như vậy thì đang trong lúc hai chú cháu soạn đồ như vậy trời ơi nghe cái tiếng bên phòng bên kia mọi người nó khóc mà nó khóc mà nó la lớn luôn á giống như thì mùi tưởng tượng là cái 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 cảnh tượng mà lúc mà bị 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 hãm hiếp như vậy mà bốn năm thằng nó ăn một con nó thì cái cái con nó nó la cỡ nào mọi người à, 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 la lên như vậy đó. à là ngồi bên đây nha mà lúc đó là mới có chưa tám chín giờ sáng rồi đó mà hai chú chắc ông chú ổng nghe luôn ổng nghe là ơi 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 như vậy đó có đầu ông bia đông giật mà nó kia ôi chú chú nó hiện ra ba ngày ban mặt luôn rồi chú ơi ghê quá ông chú ông không tin mà ông ra ông xô của ông chạy ra bên phòng bên đó ông coi coi thiệt tình là giống như kiểu sau này ông chú ông nói là thiệt tình là tao, tao 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 cũng giật mình đó nhưng mà tao muốn chạy qua coi coi là cái con ma nó ra làm sao tại vì ba mươi mấy tuổi đầu tao chưa gặp con ma lần nào tao chạy qua nó coi coi thiệt tình là đúng không mà đương nhiên khi mà chạy qua rồi là cái cửa nó khóa cái cửa nó khóa ngoài như vậy thì là ông okay, kê sát cái lỗ tai như vậy đương nhiên là lúc này là im ru rồi không còn cái gì nữa đó rồi thì bắt đầu là khi mà hai chú cháu soạn đồ đi ra Bali Valo ba đó rồi. Cái đi ngang mấy cái phòng kia thì tại vì lúc đó là ở đường thời gian thì hàng xóm láng giềng mấy phòng trọ kia người ta cũng thân thiết. Thì cũng thấy cũng hỏi thì uh, uh, bạn pin bạn cũng kể lại như vậy thì người ta cũng xác nhận luôn. Hai ba người hai ba phòng trọ ở lâu nó đúng rồi. Cái vụ đó có mà lâu lâu công an còn tới lui hoài hà. Đó thì y như lời ông cây xăng nói là nó chuốt say xỉn nhỏ rồi nó đem về phòng rồi bắt đầu là nó uh, nó làm cái chuyện mà, mà 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 đòi bại như vậy thì nó phải có thêm một chi tiết nhỏ nữa là cái gì mà ông cây xăng ông quên nói, khúc này rồi mới biết ra là cái lúc á, cái ngày cái thời điểm mà mấy đứa đó nó làm cái chuyện sằng bậy với cái cô gái đó như vậy đó, được chưa? Là lúc đó là ngay cái ngày lễ Đợt cho cái ngày lễ ngày lộc gì đó không biết mà hạnh là những người trong nhà trọ người ta đi về quê học sinh là học buổi chiều hôm đó xong là ngày mai nghỉ lễ luôn nên thành ra là cái cô gái đó cũ bị cái, cái bị cũ bị hấp viêm tập thể là trong cái trạng thái là đang mặc đồ học sinh à nhưng mà trong nhà trọ tại sao không ai nghe trời ơi bị hãm mà la cỡ đó mà nhà trọ không ai nghe tại vì người ta đi về quê hết rồi đến khi mà người ta dòng lên thì mọi chuyện đã xong là công an này nọ đồ tới lấy lời khai tùm lum tùm la đã thì bắt đầu là mới nghe kể lại là như vậy đó vậy hả mọi người để kể chi tiết cho dành cho những người khán giả là khó tính này nọ rồi khi thì nó mình bắt lỗi mình đó là như vậy hen đó rồi thì sau khi mà biết rồi là lúc đó ông chú ổng mới tin một trăm phần trăm mọi người Lúc đó ông mới tin đó, thì sau đó bắt đầu là thôi hai chú cháu cũng đổi qua nhà trọ khác thật ra cũng gần ở đó thôi. Qua bên đó ở như mà thậm chí là bên cái nhà trọ bên đó kiểu như đây là cái xóm trọ mà thì đi xuống dưới chừng thêm đường có đâu năm 70 mét nữa là có nhà trọ rồi vô ở đó. Mà những cái nhà trọ bên kia người ta cũng kể là y chang như đó đúng rồi. Phòng số 17, bảy phòng phòng trọ số 17 của bà Tám Ú. Cách đây hơn một năm là có cái chuyện nó xảy ra vậy 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 đó thì câu chuyện nó cũng kết thúc đây luôn ha mọi người hen thì ở bên đây được thêm thời gian nữa bạn làm rồi làm được khoảng cỡ đâu gần năm á cũng không gặp gì nữa rồi sau đó bạn mới quay trở về thành phố bắc ninh hiện tại bây giờ là bạn đang sinh sống và làm việc ở thành phố bắc ninh luôn à, năm nay thì bạn cũng đã lên 25-26 tuổi rồi là câu chuyện này cách đây cũng khoảng là cỡ gần chục năm trở về trước rồi thôi đó đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người hay nói về một cái vong hồn rất là tội nghiệp của cái cô à, bé à, nữ sinh là như vậy ha rồi thôi đó là câu chuyện đầu tiên nha, bây giờ là mình sẽ chuẩn bị qua đến câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay rồi thì trước khi qua câu chuyện thứ hai nói xíu nghe này à, mình có cái kệ à, đồ ăn vặt ở đây được chưa đây có à, lập xưởng da cá trứng muối à, khô bò viên rồi à, À, bánh bía đó thì à, nếu một người à, nghe chuyện không thấy hợp lý thì có thể là mùi mua à, để ủng hộ mình nghe. đó thì cách mua hàng rất là đơn giản. Mình thấy có số điện thoại ở đây một cái là kết bạn Zalo hoặc là gọi điện để mà đặt hàng. thì mình xin báo giải ra một lần nữa là da à, cá trứng muối là 135 trăm ba ngàn cho một hũ rất là to. À, rồi à, lập xưởng thì là 170 trăm bảy ngàn cho một gói như thế này là ba là là năm trăm rồi à, khô bò viên á, là 145 trăm bốn mươi ngàn cho một hũ. để cho khô bò viên và và da cá vẫn là là best lơ, còn bánh bía nó có hai loại là bánh bía có trứng là 150 trăm năm ba cây còn bánh bía mà không trứng màu xanh lá mà thấy không là nó sẽ là 100 trăm ba cây mọi người nghe tính ra rất là rẻ một cái bánh bía như vậy một ba à, cây là một là, là là một là là, là 12 cái à, là 12 cái là tính ra nó độ khoảng chừng ở đâu tám chín ngàn cho một cái bánh bía thôi à, rất là rẻ ha mọi người hay là mua về ăn cũng được cũng như là biếu tặng cũng rất là ok rồi à, là mình kiểu như là cúng kiến thì họ được cũng được luôn tại vì à, cái cái bì nào thấy không để lên trên bàn thờ cúng thì nó cũng rất là à, làm cho cái, cái cái bàn thờ của mọi người nhìn nó nó được mắt hơn ha Thôi rồi à, bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện à, thứ hai ngày hôm nay ha thì câu chuyện này là do một bạn này thì bạn cũng à, xin giấu tên à, thì mình sẽ đặt tên mà này bạn tên là Hoàng thì câu chuyện này để cho mọi người nghe được đó, là cua thông mọi người nói về cua thông nhưng mà à, mình xin dùng cái gọi là cua thông chính thống ha mình dùng như gọi là cua thông chính hãng kiểu như vậy đó thì bạn nói như vậy vào năm 2018 là bạn à, có đi một cái chuyến du lịch đi qua bên Thái là cũng như một cái đám bạn của bạn mà cái kiểu gọi là đi tự túc á bởi vì cái đứa bạn của bạn là thời điểm đó là mọi biết là cái cái thằng bạn đó là nó chuyên là nó đi uh, săn hàng Thái, mỗi lần nó nó, nó đi Thái hoài gần như tháng nào nó cũng đi qua đó bắt đầu là nó sẽ đi mua đồ giùm cho những cái bạn nữ livestream ở bên Việt Nam mình nè là hàng Thái chính gốc đó. Đó là gần như là ông đó ông nói tiếng Thái y như tiếng mẹ đẻ luôn, nói rất là hay. Tại vì ổng đi ông nói là ổng đi từ những năm hai mười bốn rồi vừa mới ra trường mới hết đại học thôi là bắt đầu có cái mối đi là đem hàng về cho những cô chú bán rồi từ từ live stream rồi đó kiểu như vậy á thì nói là rành thì bắt đầu là mới rủ đi chơi và nó nghe nói là có quen dân bản địa gì đó nữa không thì uh, khi mà đi qua đây như vậy rồi thì bắt đầu là bạn khi mà trên máy bay á, trò chuyện qua lại thì bạn mới biết là cái thằng bạn của bạn bây giờ bạn này mang tên là Hoàng thì bây giờ đặt cho ông kia ông ta lộng kiệt đi đó thì bạn mới biết là cái cái lý do chính mà lần này kiệt đi đó là kiệt nói là cuối cùng rồi đó nha kiệt đi từ những năm 24 cho đến 2018 là 4 năm rồi mà cuối cùng rồi thì kiệt mới tìm ra một cái chỗ để mà thỉnh cua ma thông mà gọi là chất lượng nó giống như là dùng cái từ nó mới hàng riêu hàng chất lượng hàng chính thống như kiểu như vậy là là đúng của thái lan luôn chứ không phải là như là bậy bạ nào nữa kia thì bà nói trời ơi kỳ coi tao không nghĩ là mày lại tin vô mấy cái, vấn đề mê tín Vậy đoan gì dị đoan này nghe không chứ bắt đầu là kỳ nó mới nói đó mày ở việt nam á mày tin hay không tin thì tùy nhưng mà vẫn cái vấn đề tâm linh mà bùa chú này nọ đồ bên thái đó thì thôi qua tới bên đó không tin thì im cái miệng đi nha đừng có nói tầm bậy tầm bạc rồi thì à, lúc đó thì bạn nói ờ ừ, thôi cũng đi theo cho nó cho vui chứ bạn thật ra bạn hoàng mà nói là bạn không hề có ý định tham lam gì cái vấn đề mà gọi là thỉnh Ku ma thông để cho tài lộc gì cả nhưng mà trên suốt cái chuyến bay đó thì kiện nó cứ nói suốt à nó cứ nói như vậy đó mày á mày à, bây giờ nói ra khu ma thông á là nhất là người Việt Nam mình rất là dễ à, hiểu lầm là à, là nuôi một con búp bê rồi về à, chụp hình trong những năm 2017 2018 là cỡ có những bạn mà mình nói mắc cười là cứ là, là bán cua thông lên trên livestream luôn, hả à, là lên livestream cho coi hút sữa rồi. Nó rất là mình xin dùng cái từ gọi là tạp nham. À, rồi à, mà thiệt thì bạn kia bạn nói là thiệt, đó là cua thông thiệt đó, chứ không phải giả đâu, nhưng mà bởi vì cái con cua thông đó đó là bởi vì người ta chiều chuộng nó vá và người ta à, cầu xin lợi lộc vô nhiều quá, nhưng thật ra nó cua ma thông mà chính thống bên Thái Lan á là nó không có nguy hiểm như vậy, miễn sao mình chơi đúng luật là không hề nguy hiểm mà nó chỉ là phù hộ cho mình dùng từ phù hộ kiểu việt nam cho dễ hiểu đó là phù hộ cho mình được may mắn đây mình được suôn sẻ trong gia đình thôi và cũng không có kiểu là phải ẩm suốt rồi mới cho bú sữa rồi đem ra ngoài đường rồi rồi cho uống máu rồi không không cần phải làm những cái điều đó đó thì bạn bạn hoàng bạn cũng nghe bạn cũng bỏ ngoài tay thôi tuy, tuy, tuy nhiên á là qua bên đây chơi cũng được một hai ngày bắt đầu là cái người dân địa phương đó họ mới dùng chiếc xe hơi riêng của họ họ mới chở là bắt là cách xa thành phố bangkok đâu khoảng cỡ vài chục cây là hướng về phía biển thì mình không biết có phải là biển bắt Tay dai không thì mình không biết ha tại vì trong câu chuyện bạn hoàng mà không nói tới thì đến đó bắt đầu là mới đến một cái trước khi tới cái biển đó trước khi tới biển đó nó, nó ghé một cái khu dân cư như vậy là giống như chúng ta từ đây chúng ta xuống vũng tàu là chúng ta đi ngang qua long thành đi ngang qua chỗ này chỗ kia đó là một cái chỗ một cái xóm nhỏ như vậy thôi thì bắt đầu là mới ghé vô trong đó thì cái nhà của người thầy đó thì đi vô đi vô trong đó chắc ổng có phải giữ lắm cũng phải là cỡ hơn 100 con cuba thông mà đủ màu sắc đủ chủng loại mà có con trai luôn cuba thông đó giờ chúng ta nghe là toàn là nghe con gái không nhớ nhưng mà có con trai luôn rồi mặc đồ vét hay mặc quần jean áo thun, nó đủ to nó y như là một cái tiệm bán cứu bông mà toàn bộ là cuba thông rồi thì khi mà đi vô trong đó thì uh, bắt đầu là cũng uh, là cũng cúng lễ cũng thỉnh như vậy vậy nè thì bắt đầu là ông đó ổng mới uh, nói bằng tiếng thái thì thằng kiệt kia nó mới dịch lại cho ông hoàng nghe là à khi mà nuôi cô ma thông này về nhà cái đầu tiên là không được chụp hình chụp ảnh cái nguyên tắc đầu tiên luôn là không được chụp hình chụp ảnh cái nguyên tắc thứ hai nữa là không được nói cho bất kỳ ai nghe luôn cả người nhà của mình nội hai cái nguyên tắc đó thôi thì mình thấy ngồi thấy là những cái con cua ba thông mà đã từng đem lên trên mạng rồi ẩm ra ngoài đường rồi cho uống sữa là thấy là thấy sai đúng không nó nguyên tắc rõ ràng cua ba thông của người ta là không được chụp hình không được chụp ảnh rồi không được nói cho người này người kia nghe mà là giấu bí mật mà đó vậy mà có mấy ông mấy bà đem về khoe tùm lum tùm la và cái thứ ba nữa là không nhất thiết phải cho uống sữa mà giống như là mình ăn gì mình cúng đắp À, ví dụ như mình mua một bịch bánh mình thương mình mua thêm bịch giống vậy mình cúng mình ăn cơm mình bới chén cơm mình để đó mình ngồi mình ép đã vào nguyên tắc thứ 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 mấy thứ tư thứ, thứ, thứ năm gì đó, đó là ngày nào cũng cái này là cái này là đúng là cái này là có nhiều người người, người ta đồn đúng nè là, là ngày nào cũng phải nói chuyện với con cô ba thông này coi nói như là em à coi nó như là em em út ở trong nhà vậy đó là ví dụ như một ngày như vậy mình buồn phiền mình hiền mình muộn cái gì đó là mình phải mình kể cho nghe nó À là em ơi hôm nay anh bị hư bánh xe hôm nay anh đi ra đường anh dắp cục đá anh té hôm nay anh dắt bà già qua đường hôm nay anh bị giật túi kiểu anh là cứ phải nói cho nghe như vậy và nguyên tắc cuối cùng một nguyên tắc cực kỳ quan trọng luôn không được cầu xin khấn cái gì cả Ờ à, là em ơi cô Ma Thông ơi là cho anh trúng số, là cho anh trúng đề, cho anh được cái hợp đồng này, cho anh bán được bao nhiêu sản phẩm gì đó Cho anh kể chuyện được nhiều người nghe chẳng hạn gì Là ông này đó ông dặn căng dặn tuyệt đối luôn là không có được cầu sinh gì hết Đó thì lúc này thì bắt đầu là bạn Hoàng bạn mới hiểu ra là cái gì Cái như là cơ bản, về vấn đề cơ bản của cô Ma Thông đó là cái hiệu quả của nó là À, khi mà đem về như vậy là sẽ giúp cho mình tự động nên là tự động giúp cho mình là à là à, làm việc cho nó suôn sẻ rồi nó nó may mắn này nó đâu kia đây chứ không phải là vì một mục đích cụ thể nào cả không vì một mục đích cụ thể là ờ à, là trúng số hay là bán hàng hay là cái gì cả thì bắt đầu bạn nghe cái từ từ bắt đầu bạn mới tin và mới tin thì lúc đó thì xong hết trơn luôn nha là, là kiệt nó xong rồi đó nó mới đi ra đi ra xe tính trở về đó cái ngồi trên xe là chạy tới cách độ khoảng hai ba cây số ngồi ăn ăn bạc thái ăn này ăn kia như vậy đó cái bạn hoàng bạn nghĩ nghĩ trong đầu nó nói ê kiệt ơi có thiệt là không nguy hiểm không mày nên không, 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 không có nguy hiểm gì đâu mày ơi. tao nói rồi, mà cái này là đảm bảo với mày luôn là muốn trả gì. Chỉ là khi muốn trả là chỉ cần tốn tiền, ờ là vé máy bay. Bay ngược về đây là trả ngược lại cho thầy thôi. Chứ không được đi dục sọt rác, không được đi bỏ, không được đem đốt. Thì, thì ví dụ như mày, mày muốn trả giờ nào cũng được, thậm chí mày thỉnh rồi mà bữa sau mày sợ quá. Mày mua vé máy bay, mày bay qua đây mày trả cũng được, Nên tốn tiền vé máy bay thì kệ bà mày. Thì chỉ vậy thôi. Cái Hoàng cũng nghĩ tới, nghĩ luôn đó. Ừ thôi chắc cho tao thử tao. Tôi... Tôi, tôi thỉnh một bé tao đem về coi sao tại vì thật sự bà nói lúc đó là thời điểm đó là những năm hai mười tám mà nó bạn xui ruột bạn xui lắm đụng cái gì làm hư cái đó rồi bởi vậy cái lý do bạn đi thái là muốn đi cho nó khuây khỏa đó mà đó cho nó đỡ bị stress đó mà đó thì bắt đầu bạn nói thôi bây giờ cho tôi thỉnh con rồi thì bắt đầu mới quay lại nhà cái người thầy đó họ cũng thỉnh thì có nghĩa là cái bạn ấy nó cái điều kỳ lạ là hồi nãy bạn mình thỉnh rồi thì những gì mà ổng trao đổi với bạn của mình thì mình cũng đã nghe rồi nhưng bây giờ mình vô mình thỉnh chính bạn hoàng bạn vô mình thỉnh thì ổng lại nói thêm một lần nữa à là nguyên tắc thứ nhất là cái gì nguyên tắc thứ hai nguyên tắc thứ ba là cái gì cái gì cái gì cái gì đó đó là bắt đầu ổng cái nó thầy ơi con biết rồi con nghe rồi nhưng mà ổng vẫn cứ nói đó là bởi vì mới thấy là cái điều quan trọng là như vậy đúng không nhưng mà rồi đó riêng với bạn hoàng nó không biết có phải là ổng nói thêm hay là do hồi nãy hàng kiệt hàng nó 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 nói thiếu là ổng còn dặn thêm một cái nguyên tắc thứ bảy nữa mà không có một nguyên tắc nào gọi là quan trọng nhất hết mà bảy nguyên tắc nó nguyên tắc nào cũng quan trọng như nhau hết trơn á thì nguyên tắc thứ bảy nữa là cái gì khi mà để cung thông trong nhà như vậy rồi một thời gian thấy êm ả rồi thì trong vòng ổng nói là kiểu như là khoảng cỡ một vài năm nếu như mà thấy cu thông bắt đầu thấy em mình ổng ổng dùng cái từ em á không tiếng thái dịch lại đó là em của mình thấy em nó bắt đầu hư á ổng dùng cái từ đó chung chung đi em nó bắt đầu hư á không nghe lời á là phải đem về trả cho thầy liền rồi lúc đó muốn lấy em khác thì thầy sẽ đưa cho em khác và thầy không có lấy thêm tiền à là nguyên tắc thứ bảy đó là như vậy cái bạn cũng dạ dạ vân vân thì bạn chọn một cái bé Cuba ba thông là bé đó là bé trai và mặc đồ vest rất là xịn sò y như là con búp bê chúng ta búp bê con trai rồi bằng bằng gấu bông rồi nhỏ nhỏ gì để cầm trên tay được rồi chúng ta may đồ vest cho thắt cà vạt vô cho đẹp thôi cái 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 kiểu mà đồ vest của mình nó xin lỗi là những cái anh mà 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 bồi bàn mấy anh thay mặt á rồi cái, cái là cái kiểu đó kiểu vest kiểu vest gì mình không biết tên à, rồi cũng hơi kiểu áo cũng tay tay dài trắng trắng đẹp gì đó cái đó là cũng là cũng bắt đầu là cũng cũng đem về à rồi thì khi mà bạn đem về bạn làm theo đúng những nguyên tắc như vậy bạn giấu tại vì lúc đó bạn độc thân bạn còn ở riêng nữa không có đụng đến gia đình thì bạn uh, cũng không có lập bàn thờ với nói chung là uh, cái cái kệ tủ như vậy là bạn làm việc thì chân lên vậy thôi, như thôi mình nói xin lỗi giống như là mình chân cái hũ uh, da cá hũ khô bò vậy mình chân lên như vậy nè thì thiệt tình là nếu mà nhìn nó nha nó không có giống như những hình ảnh một người coi trên mạng đâu nói giống như một con búp bê bình thường đây À, thành ra nếu mà có bạn bè khách khứa tới chơi á bạn có thể là bạn dẫn vô trong phòng người ta nhìn người ta cũng không thể nào biết đó là con cua ba thông đó và ăn cái gì cũng cái đó không chụp hình chụp ảnh đăng facebook không nói cho ai nghe hết không cầu xin cầu khấn cái gì cả và, và ngày nào <laughs> ngày nào cũng nói chuyện với, với nói chuyện độ khoảng cỡ 5 phút thôi à, hôm nay anh đi làm anh gặp khách hàng như thế này anh gặp khách hàng như thế kia đó vậy thôi mà ngày nào cũng nói độ khoảng cỡ đâu hai ba phút 5 phút vậy thôi là đi ngủ bạn nói là 3 năm trời Không gặp bất kỳ một cái vấn đề gì cả Được chưa? Mà thiệt tình là bạn nói là cái công việc nó suôn sẻ Nó không đến nổi là cho bạn lên làm sếp Hay là cho bạn gọi là tăng lương khủng khiếp không có đâu bởi là thực, bản chất của cô Ma thông là như vậy họ chỉ hỗ trợ họ phù hộ cho bạn cái đó và thì cuộc sống bạn nó vui vẻ lắm Lúc đó nói, trời ơi sống mà nó yêu đời Đi làm một ngày 8 tiếng thứ bảy Chủ nhật rồi đi chơi với tụ tập với bạn bè Ăn nhậu Đó rồi rồi là cứ, cứ, cuối tháng là để dành được đâu Chừng có đâu 5 triệu 3 triệu Tại vì tháng lúc đó bạn nói Một tháng bạn làm lương khoảng cỡ mười mấy Nhiều khi thưởng thưởng nhiều nhiều hai mấy triệu Thì độc thân mình bạn bạn trẻ thắt Xài iPhone đó rồi mang giày rồi adidas mang giày nay như vậy là được rồi đeo Apple watch rồi đó vậy thôi cuộc sống vậy là nó viên mãn rồi nó sung sướng rồi đó đó và nó nó bạn nó nó, nó nó hay một cái là ừ là, là dụ như là điện thoại cũng không hư không bị đụng xe nó không có bị tán gia bại sản như không có bị gì cả đó nó rất rất là 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 bình bình đó là như vậy thì rồi sau 3 năm mà bạn thành công như vậy nó bắt đầu là bạn mới à, mở lòng với một cái người yêu thì ngay lúc này bắt đầu nó mới có chuyện Lúc này có thể là ông thầy ông quên dặn hay sao đó hay thật sự bản chất của cô Ba Thông là là cái sự ganh tị. Đó, trong suốt 3 năm là bạn nói là gần như là cô Ba Thông là cái người kề cận bạn. là hai người rất là thân thiết với nhau và bây giờ bạn có một cái mối tình. Thì cái tình cảm của bạn nó bị chia ra và con cô Ba Thông đó nó không chấp nhận cái điều đó. Và đó là tất cả những cái điều kinh dị mà con cô Ba Thông nó làm ra bạn không hề gặp mà chính bạn gái của bạn là người gặp bản nói đó ngay từ khi đó mà bạn gặp cái cô bạn gái đó à, gặp một cái lần đi trung tâm thương mại gặp thôi rồi là lầm lầm gan là lại xin số điện thoại rồi nhắn tin Zalo qua lại cưa cẩm đó là chưa đến chính thức yêu nhau thôi nha mà bạn nói là một ngày bạn nói là cũng mà kiểu như bị xếp chửi nè rồi bị trừ lương đó là, là ngay từ lúc mà bạn gặp bạn gái thôi là nó đã như vậy mặc dù chưa yêu đó rồi sau đó bắt đầu làm thì thì thì, thì, thì chìm đắm trong tình yêu mà thật ra bạn vẫn nói chuyện với kumar thông hàng ngày bạn vẫn cúng ăn bình thường được chơi thì sau đó khoảng cỡ hơn một tháng thì hai người bắt đầu là mới yêu nhau thì bắt đầu là công việc bạn nó đi xuống á thì à, đâm ra là là lúc đó bạn còn bị xuống chức nè ngang là lương đang đang hai mươi mấy triệu bắt đầu đớt xuống mười mấy triệu mà không còn thưởng thiết gì cả tại vì riêng bà, bạn thì bạn chuyên về làm công nghệ thông tin À, nhưng bạn cũng không để ý nhiều đâu thì bạn vẫn yêu bạn gái thì bạn nó yêu quá trời yêu rồi thì sau khoảng có hơn 2 tháng thì bạn có dắt bạn gái bạn về nhà à, cái lúc mà bạn gái bạn đi vô trong nhà rồi thì kiểu như hai đứa cũng chơi rất là vui vẻ nhưng mà cái gương mặt bạn gái bạn nó cứ sao sao á đó thì khi mà đi về xong mới cũng nhắn tin hỏi thì bạn gái bạn cũng mới nói là ừ sao em vô trong phòng của anh em thấy nó cứ bất an nó không được thoải mái. Thôi có gì mốt hả ừ là mình có hẹn hò đi đâu thì ừ là đi ra ngoài chơi đi chứ đừng có ở trong phòng của anh nữa nó ngột ngạt nó khó chịu quá. Nó tuy nhiên là một, một, vài lần sau thì bạn cũng dẫn bạn gái về Thì à, đâu cũng hai ba lần mà nói là lần thứ ba thứ tư thì không nhớ rõ Thì khi mà đi về đó Tối đó hai người cũng nhắn tin nha Trước khi ngủ chúc em ngủ ngon chúc anh ngủ ngon á đó. đó rồi xong cái bạn gái bạn cũng có nhắn tin Cũng có nói là anh ờ, Cái con búp bê ở trên chỗ bàn làm việc của anh á Ở đâu ra vậy bạn gái hỏi nghe vậy đó chứ anh nói anh cũng giật mình anh nói hả à, thì bạn anh tặng thôi à chứ không có gì đâu có có gì không em, em 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 gặp cái gì em bị cái gì hả? Chứ nó đâu có gì đâu anh thì chỉ có một cái là uh, sao em cái lúc mà anh uh, em đang ngồi chơi như vậy đó anh vô trong anh đi vệ sinh đó sao em có cảm giác hình như con búp bê nó cứ dầm dòm em nhắn nhắn tin trong Zalo em có cảm giác như con búp bê nó cứ dầm dòm em nó cứ kỳ kỳ sao á? Đó? đó rồi cái bắt đầu nó Ủa vậy em đâu có đâu cái bắt đầu cũng mấy lần sau cũng qua chơi nọ đó cũng nhắn tin nữa đó cũng nhắn tin nữa là cũng nói là ủa anh cho em hỏi cái cái con búp bê của anh đó là nó biết đứng không hỏi tự hỏi một câu mà anh nói là anh xanh mặt luôn mà lúc đó anh còn anh đang đọc tin bạn xin lỗi bạn 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 hoàng bạn đang đọc tin nhắn mà bạn còn nhìn nó con búp bê của bạn là thật ra là con búp bê là cái dạng là cái tư thế ngồi và búp bê đó là không hề cử động chân tay gì nữa hết chứ là mình đặt đâu là ngồi đó đó là trong cái tư thế ngồi để đâu là ngồi đó hai cái chân bè đó như vậy nè chứ đó, tự nhiên em hỏi vậy là sao em búp bê nó làm gì biết biết đứng ủa sao rồi, rồi chiều nay em qua nhà anh em chơi em nấu em cái chi cái viên chiên này nọ đủ đó đó thì anh đang trong toilet như vậy thì em quay qua em thấy cái con có bông nó đứng lên cái con có bông nó đứng lên như vậy nè cái con cái búp bê đứng lên sao em em giật mình em 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 vội mắt em dòm lại thì em thấy nó ngồi xuống mà em thấy là hai ba lần luôn trong lúc em đang ngồi ăn với anh như vậy khi em ngó ngó lên em dòm thì em thấy nó đứng lên như vậy đó xong cái em giật mình em 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 tính nói anh nhưng mà em, em mới vừa mở miệng ra cái em thấy nó ngồi xuống lại em thấy hai ba lần vậy đó anh đã đòi thì bạn và bạn nói là thật ra lúc đó là bạn 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 thật bạn coi cái con búp bê đó như là em mình thật tại vì sau 3 năm trời ngày nào cũng nói chuyện thì cái tình cảm phát sinh là nó có thật cho mọi người nha đó là giống như chúng ta yêu xe chúng ta yêu chó chúng ta yêu mèo thì cái kho búp bê đó thì có một cái tình yêu nó giống như vậy vậy đó à rồi đó thì bắt đầu là bạn đứng ở cửa giữa một bên là người yêu mới vừa quen một bên là búp bê đã giúp đỡ cho mình một thời gian vừa qua thành ra là lúc đó anh chọn cái cách là anh sẽ nói dối anh nói là rồi thôi em ơi chắc em bị hoa mắt gì đó chắc không có đâu mà nói như vậy không thì xong là đến cái lần cuối cùng cái lúc đó đó thì hai người cũng đi nói chung là hôm bữa đó là anh ở nhà và bạn gái của anh là có qua chơi và bạn gái anh đi xe riêng thì khi mà đi qua ngồi chơi chơi nói chuyện với nhau như vậy thôi bắt đầu đói bụng quá thì à, anh bắt đầu anh bằng bằng kêu thôi giờ em ngồi ở nhà chơi đi để anh chạy ra ngoài đây nè à, anh mua bánh tráng trộn rồi cái viên chiên nói chung là đồ bắt cái đồ la ghim đó Rồi về ăn uống chơi coi phim đồ chơi coi youtube đồ chơi đúng không chứ cũng ok thì bắt đầu là bạn mới vừa chạy ra tới tiệm bạn kêu ông cái viên chiên chưa kịp bỏ cái câu sau cái viên chiên vô chiên nữa rồi, rồi lúc đó cái bắt đầu là bạn chỉ nghe tin nhắn là ten ten thì bạn đọc tin nhắn bạn thấy là thôi em về nha anh em không qua nhà anh ở đâu em sợ quá à gọi lại không bắt máy luôn đó cái bây giờ là cũng bơm cũng bơm hàng ông 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 cái viên chiên thì khi mà bạn chạy về đến nơi như vậy rồi thì bắt đầu là bạn thấy là bạn gái bạn đã đi về được chưa và trong phòng á là cái con gấu bông đó nó đang ngồi trên giường cũng thật sự là nó cũng vô tri vô giác vậy thôi là ngồi trên giường như vậy cũng không hiểu nữa Ủa, không lẽ bạn gái mình đem gấu bông xuống chơi rồi nhìn sợ quá bỏ về cũng cầm gấu bông là đặt lên vị trí cũ rồi gọi hoài không không bắt bé rồi nhắn tin không trả lời đủ thứ kiểu hết trơn á đó đâu độ khoảng cỡ đâu hai ba ngày sau nữa chắc là cái cô bạn gái đó lúc này cũng mới bực bực mới tỉnh táo này được á thì cái lúc đó bắt đầu là cũng mới nhắn tin lại à, lúc đó thì anh cũng đang đi làm bạn đang đi làm đang kiểu như làm công việc không tin như vậy mới uh, nhắn tin kể một cái một cái dòng tin nhắn nó dài mà là, là từ đầu từ đầu màn hình cuối màn hình luôn đọc hết như vậy đó thì uh, nôm na là tóm tắt lại là cô bạn gái đó cũng có nói là uh, uh, anh ơi cái con búp bê đó có phải là cô ma thông không anh Trời ơi, em với anh rất là hợp nhưng mà em không có muốn yêu một cái người mà tin tâm linh rồi là có những cái 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 kiểu mà giao dịch với ma quỷ như vậy đâu. Hồi em đã kể cho anh nghe vậy nè, em lúc mà anh đi ra ngoài anh đi mua cá viên chiên đó, em nằm ở trên giường em đang bấm điện thoại như vậy vậy nè. À, xong cái tự nhiên em nói là em buồn ngủ quá. Em mới vừa chợp mắt lại như vậy thôi Thì em thấy là trên bụng của em rất là nặng Bạn Hoàng mà nói không biết có phải là cái cô bạn gái đó Là cổ nói hơi quá hay không Nhưng mà những lời mình nói sau đây là Trích nguyên vẹn trong cái zalo của cô bạn gái đó cô nói là em thấy trên bụng của em rất là nặng Lúc đó em mở mắt ra Em giật mình thẳng thốt Vì em thấy cái con búp bê của anh Nó đang ngồi trên bụng của em Nhưng mà nó nặng y như là Y như là con nít thiệt vậy đó cái con búp bê mình nói nó dữ lắm nhiêu hay ba trăm gram chứ như một người búp bê nhồi bông mẹ nó bự dữ lắm bằng cái hũ bội viên mà bự bằng cái bánh bía vậy nè nhiêu dữ vậy cái bánh bía mình là 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 ba trăm gram thì con búp bê nó dữ lắm là năm trăm gram chứ như mà ngồi một cái là ná thở đó rồi sau đó cái bắt đầu là em giật mình quá đi thì lúc đó bắt đầu là em mới đưa cái tay em tính là giục xuống tại vì sợ mẹ thì em vừa đưa tay ra con búp bê nó cắn vô tay của em và nó nhào là nó cào cấu trên mặt em rất là nhiều rồi sau đó cái cô bạn gái của còn chụp nếu như sợ là ông này ông không tin á còn chụp những cái tấm hình gửi qua là ngay chỗ cái ngón tay tay cái này ngay cái phần này nè là có nguyên một cái vết kiểu như thực sự là một cái vết cắn luôn nha nó nhỏ nhỏ luôn nha mà nó lên ghẻ rồi do là hai ba ngày trước á bây giờ nó là chảy máu xong nó thành mài ghẻ rồi đó là cái cổ còn chụp ngay chỗ cái phần mà chúng ta hay hít kỳ nhau <laughs> cái phần cổ như vậy nè đó là nó đỏ 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 lên rồi ngay chỗ cái 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 giấy tay cũng vậy nó bị trầy, trầy 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 đó là ngay chỗ cái phần gò má cũng có những vết xước 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 như vậy mà lúc này là kiểu như hai ba ngày đó, nó chỉ còn động là những cái vết nho nhỏ thôi. đó anh ơi ma quỷ lên nơi thôi hôm mình không hợp với nhau rồi à, không được đâu anh cho em chia tay kiểu như là xin phép chia tay kiểu kiểu như vậy đó một cái tin nhắn là từ đầu đến cuối là kể sợ hãi đến cuối là coi như chia tay luôn và sau đó là cổ chặn số luôn á cổ chặn số cổ chặn hết tất cả mọi liên lạc luôn đó là như vậy là chỉ trong vòng một, một, một kiểu như là mấy ngày trời thôi là mất tiêu cái cô người yêu vậy luôn Đà, rồi Thì lúc này ông bạn nói trời ơi cái điều nó hay nó kỳ lạ là như vậy nè Tối bữa đó nhắn tin xong đau buồn dữ lắm buồn luôn nha Đi ra ngoài ngồi nhậu thất tình mà Ngồi nhậu một mình bây giờ giữa một bên là Cuma Thông đã hỗ trợ mình 3 bốn năm nay Một bên là người yêu mới vừa quen mà yêu thiệt Không biết làm sao đó rồi không biết kiểu như là bên tình bên nghĩa không biết làm sao Nhậu nhẹt say xỉn xong khi đi về ngủ Cái đến sáng hôm sau cái nhận được tin nhắn lên chức tỉnh bơ You eat that? đó bắt đầu con con trời ơi rõ ràng một hai tháng nay ông sếp ổng đì mình ổng giáng chức mình rồi ổng trừ lương trừ thưởng tùm lum mà đụng cái bây giờ ổng tăng lương nó cũng hỏi ổng nói là ờ à, thì giờ thằng bình nó nghỉ việc nó chuyển công ty rồi thôi anh cất nhắc mày lên rồi thôi cho như cho anh xin lỗi mày à, một hai tháng nay anh hơi đì mày quá thôi giờ anh anh, anh lên chức cho mày anh tăng lương cho mày ngang thì bình ở đây là ai bình đó là một kiểu như là khi mà làm nhân viên trong công ty là sẽ có một cái thi đua là nhân viên trong tháng thì ông bình với lại ông hoàng này là hai ông là 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 đua với nhau đó thì để trong vòng mà khi mà anh khi mà bạn hoàng này bạn quen người yêu nó bắt đầu là cô ba thông nó mới làm như thế nào không biết thì mới bị giáng chức là ông 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 bình kia là suốt hai tháng trời là nhân viên của tháng luôn là coi như là kiểu như là cạnh cạnh tranh đó là đẩy ông hoàng xuống nhưng mà cuối cùng rồi bắt đầu là nó một cái sự trùng hợp thôi nghe qua nó rất là nó rất là có lý nó rất là khoa học bình thường là ừ là tự nhiên xong cái um, cái ông ông bình kia ông làm được thời gian cái bên công ty kia thấy giỏi quá đi mới trả lương nhiều hơn mới bắt ông bình qua công ty cạnh tranh mà mới bắt nhân viên qua đây để mà làm thì sau đây bắt đầu ông ông sếp để ông bị hỏng chân tự nhiên bị nhân viên của của của, của tháng này nọ hai ba tháng liên tục bây giờ bị công ty công ty đối thủ cạnh tranh nó dớt đi mất thì bắt đầu là mới quay qua mới nịnh ông hoàng mới lên chức mới tăng lương cho ông hoàng không có một lý do nào cả để giữ ông hoàng lại sợ ông hoàng sẽ nhảy công ty khác đó nhưng mà cái quan trọng cái vấn đề là nó xảy ra đúng vào cái ngày mà mới trước hôm đó là chia tay người yêu là hôm sau tự nhiên nó lên nó lên lương liền đó giống như gọi là đen đen tình đỏ bạc với kiểu như vậy vậy đó đó là lúc đó trời ơi ông Hoàng ông nổi da gà luôn nghe ông nói rồi lúc cái lúc này là hơn lúc nào hết ông Hoàng ông cảm nhận được cái sự gọi là linh thiêng của con ma thông đó là giống như là nó ganh tị à ganh tị lúc đó tại vì hoàng cũng có nhắn tin với kiệt cũng hỏi cũng nói như vậy thì kiệt nói là ừ đúng rồi à, có một cái mà tao cũng đang trải nghiệm rồi, rồi tại vì trong cái thời điểm mà tao thỉnh cô Ma thông đó, tao mới vừa trả tháng trước rồi là trong thời điểm mà tao thỉnh cô Ma thông về thì tất cả mọi thứ của tao nó rất là ok trời ơi tao bay tao nói có nhiều khi á một tháng tao bay qua thái lan ba bốn lần luôn người ta đặt hàng người ta order tao dữ lắm rồi tao dẫn mấy nhỏ cây uh, kol mấy con nhỏ tiktok này nọ rồi kia tao dẫn qua bên đó cho nó livestream bên bển đồ dữ lắm trả phí đồ dữ lắm cái bắt đầu mà tao yêu ai cũng không được mày ơi tao yêu cái tình cảm nó cứ lên lên xuống xuống hoài với là chia tay trời ơi trong vòng hai năm mấy thôi tao quen đâu cũng ba bốn đứa mà tao yêu thiệt không nó nghe thất tình ba bốn kiểu như là ba năm hay hai năm mấy thôi mà thất tình ba bốn lần toàn yêu thiệt không đó thì lúc đó bắt đầu là tao mới hỏi những cái người dân địa phương bên thái người ta nói à đúng những cái người mà bạn bạn bè lộ bên thái quen biết á người ta nói đúng đúng rồi thì cái đó thì chắc chắn là ông thầy cũng không bao giờ ông nói tại vì khi ông nói là chắc chắn là tụi bay không chịu thỉnh cái gì nó cũng an toàn cả được chưa? Cô Ba Thông miễn tụi bay làm đúng nguyên tắc, đúng luật chơi. Không chụp hình, chụp ảnh, không nói người này người kia nghe ăn gì cũng đó tâm sự hàng ngày. Không cầu xin, cầu khấn gì cả. Đó là tụi bay là cứ như cuộc đời tụi bay lên hương. Mà nó lên từ 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 chứ không có phải rõ ràng. Nhưng mà khi mà tụi bay trao tình cảm cho nó rồi thì nó coi tụi bay là duy nhất. Đó nó coi tụi bay như là vừa cha, là vừa mẹ, vừa anh, vừa chị, thậm chí là vừa là bạn đời luôn mặc dù là không có làm cái chuyện gì mà gọi là tình yêu rồi bậy bạ nhưng mà nó coi tụi bay như bạn đời là tụi bay vẫn kiểu như tụi bay sang sẻ bất kỳ tình cảm cho ai thậm chí là gia đình cái điều nó ghê là cái chỗ này đó là thậm chí là gia đình thì chỉ có nói rõ ràng như vậy đó từ lúc mà có cô ba thông rồi là không giống như là gia đình thì vẫn vậy thôi vẫn lâu lâu gặp nhau ăn uống thôi nhưng mà công việc nó nhiều quá càng ngày càng cách xa đi đó là ví dụ như là chơi bời với gia đình mà thân thiết quá này nọ nọ kia cái bắt đầu là mọi thứ nó lại kỳ lạ lên đó là coi như là cô ba thông nó chỉ bây giờ nuôi nó rồi nó chỉ biết là có nó thôi nó chỉ muốn mình dành tình cảm cho nó thôi chứ không có muốn san sẻ tình cảm bớt cho ai cả À, đó là như vậy. Đó là cái giá phải trả đó mọi người. Rồi, thì sau đó bắt đầu là Hoàng mới sợ quá. À, Hoàng mới sợ quá đi, thì nói chung là tham thì cũng tham thiệt đó, nhưng mà sợ. không lẽ giờ mình không có vợ con luôn hả ta? Rồi bây giờ mình không có cha mẹ, anh em ruột ruột thịt, chú chú, chú, chú cháu gì luôn sao? Khi bắt đầu mới hỏi độ kiệt rồi mày trả lại có đơn giản không? Nói không, bình thường ha. Thì như ông nói thì ông thầy ông nói sao là đúng vậy đó đó cái gì ông không nói thì thôi nhưng mà ổng có nói là đúng là đứa mày cứ bay ở bệnh thì mày nhớ đường nó không tới đó đi tao 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 đưa số điện thoại cho tao <laughs> mày gọi cho này nọ đó kia thôi là đưa tới ổng rồi là, là thầy ơi con muốn trả lại cô ba thông tại vì bây giờ bé nó hư quá rồi thì như là ông thầy ông nói là bé nó hư quá con muốn trả lại là ổng vui vẻ ông nhận lại bình thường là mày cứ đi ra mày đi về nó y như là mình mình mua một món đồ xong mình 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 trả lại cho cửa tiệm nhưng nó không có bất kỳ một chuyện gì hết. chỉ tốn tiền vé máy bay và cái tiền thỉnh ban đầu là bị mất và lúc đó bạn thỉnh là cũng mất tiền á chứ không nhiều không không, không ít đâu thỉnh đâu đó cũng mười mấy triệu bạc cái không ít đâu nha đó rồi thì bắt đầu bạn cũng bạn đó bạn cũng suy nghĩ cũng mấy ngày tại vì công việc của mình cũng đang ngon quá không biết sao đây đó nhưng mà thôi tính ra cái sự cô độc cái sự mà giống như là nó nó bắt mình phải dành tình cảm riêng cho nó đó, đó đó giống như là là kiểu như là tình yêu mà kiểu như là cưỡng chế quá đó kiểu như vậy ích kỷ quá đó thôi quyết định trả sau 3 ngày là mua vé máy bay đó là bay qua tới bên đó rồi gặp lại cái anh mà cái người bạn hôm bữa đã bắt đầu là mới chở đến là đến trả chồng bình thường đã đến trả chồng ông cũng vui cười này nọ đồ bình thường rồi bạn cũng đi ra đi về rồi bay đi vòng vòng thái lan chơi xíu rồi bay về rồi vòng băng băng cốc chơi xíu rồi về thì khi mà bạn đó vừa mới kiểu như là trên đó cái nó, nó, nó rất là kỳ lạ luôn nha thì trên máy bay đâu có xài được điện thoại đâu mọi người vừa bay thái lan về có bao nhiêu có dừng cả hai ba tiếng nhiêu vừa mới đáp mới bay xuống Tân Sơn Nhất thôi nha vừa mới mở được 3 g cái mail đầu tiên bạn nhận là cái mail quyết định cho thôi việc nó khủng khiếp đến nỗi như vậy luôn bạn còn nói với ông sếp trời ơi mới mấy ngày trước anh lên lương này nọ nọ kia ông sếp ông ẩm mở ông kêu ờ thôi mày cũng thông cảm giùm đi ừ, tao mới vừa nói chuyện riêng với mình rồi thôi nó cũng về làm thì nói nào ngay chứ năng lực của nó thì nó cũng tốt hơn rồi nào đó kia đó là bây giờ để hai đứa bay trong công ty thì đấu đá qua lại bắt công quá thôi thì giờ anh cho mày thôi việc rồi nhưng mà mày đọc cái mail sao đi tao có một cái mail giới thiệu mày qua bên công ty của bạn tao qua đó là làm. ở bên đó cũng đang cần it đang cần công nghệ thông tin mà qua đó mày làm đi lương vẫn như cũ mày cứ yên tâm đi qua đó là lương cơ bản là 12, 13 triệu mà trong khi đang làm hai mấy triệu bây giờ rớt xuống gần gấp đôi còn hai mười mấy triệu đâu trời là nó khủng khiếp đến mức độ như vậy mọi người đó là bắt đầu anh hoàng biết rồi chán nản này là do cô ba thông nó gây ra chứ không đâu nó rồi hơi cảm ơn anh rồi bắt đầu là xóa mail chặn mail rồi bắt đầu là tự động là làm hồ sơ xin việc đi làm lại luôn thì khi mà hồ sơ xin việc đi làm để công ty khác lương có 8 chín triệu bạc thôi đó là như vậy hen rồi thôi bây giờ tự sức mình mình tự mình làm chứ không có phải nhờ vả tâm linh rồi cu ma thông cu ma thiết gì cả ngay cả anh kiệt cũng vậy mà hai anh em lâu lâu gặp nhau đi nhậu cái nói càng ngày thì uh, cái tụi mà đi thái nó lấy hàng này nọ nó kia cũng nhiều quá thôi từ từ cũng uh, hết ăn rồi bây giờ hai ba tháng mới có một đơn hàng lớn lớn mới đi thái còn không nó cũng làm biến đi là công việc cả cả hai anh em đi xuống rõ luôn nhưng mà cả hai anh em ngắm ngầm thừa nhận với nhau thôi không có nhờ vả cô mơ thông gì nữa mới đầu một hai năm hai ba năm nó đã là như vậy rồi sau này rồi sao đó rồi không lẽ giờ không vợ không con gì hết mà hai người là đàn ông nữa đó là như vậy hả mười ha rồi thì, thì bây giờ là cho tới bây giờ thì mọi, cuốn, mọi thứ cũng đã xong rồi bây giờ thì nhờ cái, cái 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 sức lực của mình thì hoàng cũng đã lên làm trưởng phòng thì lương tháng cũng hai ba chục gì đó nói chung là cũng ok rồi không cần phải nhờ vả đến cô mơ thông nữa đó rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn mặc dù là nó không quá kinh dị mọi người nghe đó là 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 chỉ kinh dị nhất cái đoạn tin nhắn của cô bạn gái cũng nhắn thôi nhưng mà do đọc qua tin nhắn rồi ông hoàng ông cũng kể sơ sơ chứ không phải chi tiết lắm À, thành ra là cũng cái độ kinh dị nó cũng không cao nhưng mà để cho chúng ta thấy một lần nữa chúng ta sẽ có một cái cách nhìn chúng ta sẽ có một cái số kiến thức nhất định về cô thông thì khi sau khi mà chúng bạn một người nghe xong câu chuyện này chúng ta sẽ nhìn lại à thì ra cô ba thông là như vậy chứ uh, thì mình phải nói thêm là những cái Cuba thông khác nó có nhiều phiên bản khác nhau được cho thậm, thậm chí là Cuba thông nuôi Cuba thông là tài lộc tới rất là nhanh luôn một hai năm là xây nhà lầu xe hơi thậm chí là siêu xe biệt thự cũng có luôn đó nhưng mà đánh đổi lại đó thì uh, giá trị lớn thì cái cái giá phải trả nó nó lớn theo chỉ vậy thôi ha mọi người khen đó nên thôi cứ đúng bản sức của mình đúng những cái kiến thức của mình được chưa đừng có đi đường tắt đôi khi đường tắt là nó sẽ là đường cục đó mọi người À, mọi người ha là chúng ta sẽ đánh đổi có thể là cả mạng sống luôn được chưa rồi thôi vậy ha mọi người ha rồi đó một cái lời nhắn nhủ như vậy cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người nghe đừng quên là có những cái sản phẩm sau đây và những sản phẩm này mình bán là do mọi người yêu thương mình nghe chuyện ma thấy hấp dẫn thấy hợp gu mua chứ uh, không có cu <laughs> ma thông cu ma thiết gì đâu nha mình chỉ có ăn cu bắp thôi <laughs> rồi rồi đặt hàng bằng cái số điện thoại dưới đây nghe đó là bánh bía thì trăm ngàn ba cây được chưa khô bò viên thì là 145 rồi ra à, cái trứng muối là 135 ngàn hũ rồi lập xưởng là 107 rồi có thể đặt hàng để ủng hộ mình nha cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha chúc mà xin chào tất cả mọi người